Cựu Tổng Giám đốc VEAM Phan Phạm Hà bị khởi tố. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh youtube của chúng tôi, nơi cập nhật những tin tức nóng nhất trong nước và quốc tế trong 24 giờ qua. Và ngay sau đây là nội dung chi tiết. Cựu Tổng Giám đốc VEAM Phan Phạm Hà bị khởi tố Nghi bị đuổi đánh rồi tai nạn, ba thanh niên tử vong ở đường láng Hà Nội Bí mật bên trong những hộp nước nho của thanh niên người nước ngoài nhân viên ngân hàng chiếm đoạt hơn 1,3 tỷ đồng của khách. Cựu Tổng Giám đốc VEAM Phan Phạm Hà bị khởi tố Cựu Tổng Giám đốc VEAM Phan Phạm Hà bị khởi tố để điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Tổng công ty Máy Động lực và Máy Nông nghiệp Việt Nam VEAM phát đi thông báo cho biết đơn vị vừa bãi nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc VEAM đối với ông Phan Phạm Hà. Lý do vì ông Phan Phạm Hà bị khởi tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Trước đó ngày 4 tháng 10 năm 2023, một lãnh đạo công an thành phố Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí xảy ra tại công ty máy động lực và máy nông nghiệp Việt Nam VEAM. Cơ quan công an cũng khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Thanh Giang sinh năm 1949, cựu tổng giám đốc VEAM, Hồ Mạnh Tuấn sinh năm 1963, phó tổng giám đốc VEAM về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Quá trình điều tra phòng cảnh sát kinh tế công an thành phố Hà Nội xác định trong các năm 2005 và 2011, ông Nguyễn Thanh Giang khi đó là tổng giám đốc VEM đã chỉ đạo ông Hồ Mạnh Tuấn, lúc đó là trưởng phòng kỹ thuật VEM, chủ tịch hội đồng quản trị VEM Korea, giai đoạn 2003-2009, lập các báo cáo tờ trình mua 350 bộ khuôn dập cabin xe ô tô SV110 không đúng các quy định của pháp luật về việc đầu tư mua tài sản cố định của doanh nghiệp nhà nước. Toàn bộ số tài sản trên sau khi được mua về không có giá trị sử dụng, gây lãng phí số tiền của nhà nước là hơn 26 tỷ đồng. Bị can Nguyễn Thành Giang trước đó đã bị cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Trong một vụ án khác liên quan đến những sai phạm trong quản lý sử dụng khu đất gần 9.000 m2 tại đường Bình Thới, phường 14, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng tài sản của nhà nước. Do bị can Nguyễn Thanh Giang đang điều trị bệnh tiểu đường, suy thận nên cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. Nghi bị đuổi đánh rồi tai nạn, ba thanh niên tử vong ở đường Láng Hà Nội. Rạng sáng ngày 12 tháng 6 tại 790 đường Láng Hà Nội xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến cho ba người tử vong. Anh Hoàng Quốc Việt đội trưởng đội hỗ trợ sơ cứu miễn phí FAS Angle cho biết, khoảng 1 giờ 20 phút ngày 12 tháng 6, đội nhận được tin báo xảy ra vụ tai nạn giao thông tại số 790 đường láng. Đội đã cử một xe cấp cứu đến hiện trường hỗ trợ. Tại hiện trường, lực lượng 115 xác định hai nạn nhân đã tử vong tại chỗ, một nạn nhân nguy kịch được đội đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Giao thông Vận tải. Đến hơn 2 giờ cùng ngày, nạn nhân được các bác sĩ xác định đã tử vong. Ghi nhận thực tế lúc 4 giờ 30 phút, hiện trường vụ tai nạn giao thông đã được lực lượng chức năng đã xử lý. Theo người dân sống tại đây, vụ tai nạn xảy ra khoảng hơn 1 giờ, có rất đông người dân đứng theo dõi vụ việc. Một người dân cho biết các nạn nhân nghi bị đuổi nên đã đâm xe máy vào giải phân cách, bị ngã dẫn đến tử vong. Bí mật bên trong những hộp nước nho của thanh niên người nước ngoài Ngày 12 tháng 6, đồn biên phòng Phước Chỉ, Tây Ninh cho biết, đơn vị vừa phối hợp các lực lượng chức năng bắt giữ một người nước ngoài vận chuyển ma túy nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam. Theo đó, khoảng 13 giờ 30 phút ngày 11 tháng 6, tại khu vực biên giới thuộc ấp Bình Quế, xã Phước Bình, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh, Tổ công tác đồn biên phòng Phước Chỉ phối hợp đội đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm bộ đội biên phòng tỉnh Tây Ninh Công an tỉnh Tây Ninh và Công an xã Phước Chỉ phát hiện một nam thanh niên người nước ngoài đang nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam. Qua khám xét, lực lượng chức năng thấy trong hành lý của nam thanh niên này có 3 điện thoại di động và 3 gói ni lông, trọng lượng khoảng 300 gram. Bên trong có chứa tinh thể màu trắng được cất giấu trong hai hộp nước nho có nhãn hiệu nước ngoài. Khai thác nhanh, đối tượng khai tên Tạ Nhạc Chương, sinh năm 1996, quốc tịch Đài Loan, Trương cho biết ba gói ni lông trên là ma túy loại ketamin do đối tượng mua tại thủ đô Phnom Penh với giá 2.000 đô la Mỹ và định mang theo số ma túy này vào thành phố Hồ Chí Minh của Việt Nam để sử dụng. Nhằm thực hiện tháng cao điểm đấu tranh phòng chống các loại tội phạm trên biên giới, thời gian qua, đồng biên phòng Phước Chỉ, bộ đội biên phòng tỉnh Tây Ninh thường xuyên phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức tuần tra ở khu vực biên giới giữa Tây Ninh và Campuchia. Nhân viên ngân hàng chiếm đoạt hơn 1,3 tỷ đồng của khách. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sơn La đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với lò Mạnh Hùng, sinh năm 1991 về hành vi lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản là hơn 1,3 tỷ đồng của khách hàng. Căn cứ kết quả điều tra xác định trước đó Hùng là nhân viên quan hệ khách hàng cá nhân thuộc một ngân hàng trên địa bàn thành phố Sơn La. Tháng 5 năm 2023, trong quá trình làm thủ tục giải ngân khoản vay cho khách hàng, Hùng đã làm trái quy định của ngân hàng, tự ý chiếm đoạt 350 triệu đồng tiền giải ngân khoản vay của bà Mai Hoàng Vân. Đến tháng 6 năm 2023, với thủ đoạn trên, Hùng làm thủ tục giải ngân hai khoản vay, tiếp tục chiếm đoạt số tiền 475 triệu đồng của bà Võ Thanh Lam và chiếm đoạt 520 triệu đồng của bà Vân Anh. Tổng số tiền mà Lò Mạnh Hùng đã chiếm đoạt của các cá nhân trên là 1 tỷ 345 triệu đồng. Cơ quan Cảnh sát điều tra công an tỉnh Sơn La thông báo phương thức thủ đoạn phạm tội của bị can. Nếu ai là bị hại của lò mạnh hùng, đề nghị đến Cơ quan Cảnh sát điều tra công an tỉnh Sơn La trình báo để giải quyết theo quy định của pháp luật. Xe điện cháy rụi ở trường cao đẳng điện lực miền Trung Vi phạm phòng cháy chữa cháy, cháy, tháo rỡ nhà xe Ngày 12 tháng 6, Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam cho biết Ủy ban nhân dân tỉnh vừa có văn bản gửi công an tỉnh về việc kiểm tra, giải quyết, giải trình vi phạm hành chính của trường cao đẳng điện lực miền Trung. Cụ thể, lãnh đạo tỉnh Quảng Nam giao công an tỉnh chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra nội dung giải trình của trường cao đẳng điện lực miền Trung để tham mưu đề xuất chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét giải quyết đối với nội dung thuộc thẩm quyền. Trước đó, trường cao đẳng điện lực miền Trung có văn bản giải trình vi phạm hành chính về lĩnh vực phòng cháy chữa cháy. Theo nội dung văn bản, vào lúc 8 giờ ngày 31 tháng 5 Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Quảng Nam tiến hành kiểm tra đột xuất về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đối với trường Cao đẳng Điện lực miền Trung, số 4 Nguyễn Tất Thành, thành phố Hội An. Tại đây, cơ quan chức năng chỉ ra hàng loạt vi phạm của trường Cao đẳng Điện lực miền Trung trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy. Đối với hành vi vi phạm này, trường Cao đẳng Điện lực miền Trung giải trình, trường đang hoạt động theo cơ chế tự chủ về tài chính, không được cấp kinh phí từ nhà trường hoặc cơ quan cấp trên. Trong tình hình hiện nay, quy mô đào tạo chính quy giảm thấp nguồn thu từ học phí không đủ trả lương cho cán bộ viên chức và các chi phí phục vụ hoạt động nên nhà trường tận dụng mặt sân ký túc xá để hợp đồng cho công ty cổ phần Cosetco Hội An thuê làm nơi đỗ taxi điện nhằm tạo thêm nguồn thu. Đến nay sau khi nhận thức được việc xây dựng nhà để xe này là vi phạm pháp luật về phòng cháy chữa cháy, nhà trường đã có văn bản thông báo đơn phương chấm dứt hợp đồng với yêu cầu tháo dỡ nhà xe. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Đừng quên bấm đăng ký kênh để không bỏ lỡ những tin tức mới mỗi ngày.